Chào mừng quý vị và các bạn đã trở lại với kênh Vũ trụ quanh ta, kênh tổng hợp những sự kiện nổi bật, những tin tức đáng chú ý. Chúng tôi, kênh Vũ trụ quanh ta, luôn luôn sẵn sàng tổng hợp kịp thời nhất, chính xác nhất những sự kiện nổi bật nhất để gửi tới cho quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn chỉ cần đăng ký theo dõi và chia sẻ với những người thân yêu để cùng theo dõi và nhớ ấn nút chuông thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ một bản tin nào của chúng tôi. Và ngay sau đây, xin mời quý vị và các bạn đến với những nội dung mà ngày hôm nay chúng tôi sẽ gửi tới cho quý vị và các bạn. bị cáo Tề Chí Dũng nhận sai tại tòa. Quá trình điều tra, cơ quan điều tra xác định ông Tề Chí Dũng không hợp tác, khai báo quanh co, đối phó, né trách nhiệm nhưng ra tòa bị cáo đã thừa nhận mình sai. Ngày 27 tháng 12, tòa nhân dân thành phố Hồ Chí Minh xét xử ông Tất Thành Cang, sinh năm 1971, nguyên phó bí thư thường trực thành ủy thành phố Hồ Chí Minh, nhiệm kỳ 2015-2020. Ông Phạm Văn Thông, nguyên phó tránh văn phòng thành ủy thành phố Hồ Chí Minh cùng 10 bị cáo khác về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí. Công an thành phố Hồ Chí Minh kết luận ngày 16 tháng 5 năm 2017, ông Tất Thành Cang có bút phê đồng ý vào tờ trình số 1148 ngày 8 tháng 4 năm 2017 của Văn phòng Thành ủy với giá phát hành cổ phần được xác định cụ thể là 40.000 đồng trên một cổ phần cho một cổ đông chiến lược là sai theo quy định tại điều 125 và điểm D khoản 2 điều 149 Luật Doanh nghiệp. Thẩm quyền quyết định về giá bán thuộc về hội đồng quản trị ông Tất Thành Cang biết rõ việc phát hành cổ phần phải thực hiện đấu giá, thẩm định giá theo điều 38 Nghị định 91 2015 của Chính phủ nhưng không chỉ đạo văn phòng Thánh ủy. Người đại diện vốn có ý kiến về việc đấu giá, thẩm định giá theo quy định. Ông Tất Thành Cang phải chịu trách nhiệm đối với số tiền thất thoát, thiệt hại tương ứng với phần sở hữu của văn phòng Thánh ủy tại công ty Sadico. 16,7% là 184,2 tỷ đồng. Bị cáo Tề Chí Dũng khai gì? Cơ quan điều tra đã làm rõ trong việc công ty Sadeco phát hành cổ phần cho công ty Nguyễn Kim, ông Tề Chí Dũng đóng vai trò xuyên suốt từ việc thực hiện các thủ tục hợp tác, chủ trương hợp tác với công ty Nguyễn Kim đến khi hoàn thành việc phát hành cổ phần cho công ty này với giá 40.000 đồng trên một cổ phần. Ngoài ra, cơ quan điều tra còn làm rõ trong vụ án này ông Tề Chí Dũng biết rõ việc sử dụng kết quả thẩm định giá của doanh nghiệp không có chức năng thẩm định giá với tài sản bị định giá thấp, sai quy định để thực hiện các thủ tục phát hành cổ phần thấp hơn giá của công ty Sadeco gây thiệt hại là 1.103 tỷ đồng. Ngoài ra, với vai trò là Chủ tịch Hội đồng Quản trị công ty Sadeco, ông Tề Chí Dũng là người chủ trương thực hiện việc sử dụng tiền của công ty đi tham quan, du lịch dưới danh nghĩa đi khảo sát, học tập, gây thiệt hại cho Sadeco hơn 3,8 tỷ đồng. Về hành vi tham ô tài sản, cáo trạng xác định ông Tề Trí Dũng đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn, duyệt chi nhiều khoản tiền từ nguồn thù lao và quỹ khen thưởng của hội đồng quản trị. Ban kiểm soát cho mình hành vi này là trái quy định và bị cáo đã chiếm đoạt sử dụng hơn 1,7 tỷ đồng. Sau khi đại diện viện kiểm sát nhân dân thành phố Hồ Chí Minh công bố xong bản cáo trạng dài 67 trang, bị cáo Tề Chí Dũng là bị cáo đầu tiên được xét hỏi, bị cáo khai làm tổng giám đốc IPC từ năm 2015 đến 2018 và là chủ tịch hội đồng quản trị Sadico từ tháng 5 năm 2016 và thừa nhận hành vi của mình như cáo trạng nêu trên. Tại thời điểm đó, bị cáo nghĩ đây là phát hành của phần nhằm tăng vốn điều lệ, không phải mua bán nên không nhất thiết phải áp dụng việc thẩm định giá, đấu thầu, đa giá, đấu giá. Đến sau, khi làm việc với cơ quan điều tra, viện kiểm soát, bị cáo nhận thức được rằng hành vi của mình là sai. Bị cáo Tề Chí Dũng nói trước buộc khai báo. Sau khi hỏi, bị cáo Tề Chí Dũng hội đồng xét xử cũng hỏi đại diện Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, chi cục tài chính doanh nghiệp thành phố Hồ Chí Minh về việc hai cơ quan này đã trả lời như thế nào khi IPC hỏi ý kiến về phát hành cổ phần Sadico cho Nguyễn Kim. Đại diện hai cơ quan này đều trả lời đã đề nghị IPC căn cứ vốn của doanh nghiệp để thực hiện theo quy định của pháp luật nhằm bảo đảm lợi ích hợp pháp của nhà nước. Đồng thời, IPC sẽ chịu trách nhiệm xem xét quyết định phương án phát hành cổ phần. Ngày 28 tháng 12, phiên tòa sẽ tiếp tục phần xét hỏi. Vâng thưa quý vị, Israel thử mũi vaccine thứ tư Nga tiết lộ hiệu quả thuốc trị Covid-19 Các nhà nghiên cứu Israel hy vọng liều tiêm vaccine ngừa Covid-19 thứ tư sẽ đánh bại được biến thể Omicron. Theo hãng tin, AT, 150 nhân viên làm việc tại Trung tâm Y tế CB gần Tel Aviv, Israel hôm 27 tháng 12 đã nhận tiêm mũi vaccine ngừa Covid-19 thứ tư. Tình hình sức khỏe của tất cả những nhân viên này sẽ được những nhà nghiên cứu theo dõi trong vòng nửa năm tới bao gồm đánh giá về mức độ kháng thể trong cơ thể họ và các phản ứng phụ tiềm ẩn. Hy vọng rằng chúng tôi có thể cho thấy mũi vaccine thứ tư thực sự cung cấp sự bảo vệ chống lại biến thể omicron, giáo sư Jackolovitz nói. Số liệu được hãng tin OT công bố cho thấy tới nay đã có khoảng 45% dân số Israel nhận tiêm mũi tăng cường là vaccine ngừa covid-19 do hãng dược phẩm và Pfizer sản xuất. Nga công bố hiệu quả của thuốc covid-19. Trung tâm công nghệ cao Chimru hôm 27 tháng 12 tuyên bố thuốc Avifavit có hiệu quả chống lại nhiều biến thể của Covid-19 trong đó có Delta và Omicron. Thuốc Avifavit có hiệu quả khi chống lại nhiều biến thể khác nhau của Covid-19 như Delta và Omicron bởi thuốc này gây ảnh hưởng tới hệ thống sao chép RNA của virus. Hãng tin Sputnik dẫn thông cáo của Trung tâm Công nghệ cao Trimler nêu rõ các cuộc thử nghiệm lâm sàng đã xác nhận virus không thể sản sinh khả năng kháng thuốc và Avifavit có thể giảm bớt các hiệu triệu chứng của người nhiễm cũng như đẩy nhanh thời gian phục hồi gấp 2 lần khi so với liệu trình tiêu chuẩn, thông cáo cho biết thêm. Trang tin Yahoo News dẫn số liệu của giới chức y tế cô Nga công bố cho thấy Avifavit có hiệu quả tốt nhất khi được bệnh nhân sử dụng trong khoảng 3 đến 5 ngày kể từ khi có triệu chứng nhiễm bệnh đầu tiên. Sau 4 ngày điều trị có khoảng 65% bệnh nhân dùng Avifavit có cho kết quả âm tính. Sang ngày thứ 10, tỷ lệ bệnh nhân âm tính đạt 90%. Vâng thưa quý vị, giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa miền đảo của Quảng Ninh. Tỉnh Quảng Ninh có đường bờ biển dài trên 250 km, không gian biển rộng lớn với hơn 2.000 hòn đảo là môi trường để hình thành nền văn hóa biển đảo đặc sắc đa dạng. Đây là điều kiện vốn quý đã và đang được giữ gìn phát huy giá trị góp phần quan trọng vào thực hiện thắng lợi các nhiệm kỳ phát triển kinh tế xã hội trong tình hình mới. Hội đình làng biển nơi địa đầu tổ quốc Tháng 7 năm 2021 khi tình hình dịch Covid-19 cơ bản được kiểm soát Hội đình trà cổ phường trà cổ thành phố Móng Cái được tiếp tục tổ chức Đây là một trong những lễ hội mang đậm bản sắc văn hóa vùng biển Đông Bắc Người dân địa phương vẫn duy trì hàng năm để tưởng nhớ công ơn của các vị thành hoàng Các bậc tiền nhân đã có công khai khẩn đất hoang mở làng Tương truyền từ gần 600 năm về trước Những ngư dân từ vùng Đồ Sơn thuộc thành phố Hải Phòng ngày nay thường đưa gia đình đi đánh cá ở các vùng biển xa. Trong một lần bão tố, sóng lớn, một đoàn ngư dân gồm 12 gia đình đã dạt vào vùng bờ biển hoang vu không bóng người, chỉ toàn xú vẹt, lao sậy, um tùm. Đó chính là những người đặt nền móng đầu tiên cho làng biển Trà Cổ, nơi địa đầu Tổ quốc. Cùng với các nghi thức quan trọng của phần lễ, phần hội đình cũng được ví như sân khấu thu nhỏ là nơi tái hiện lại nếp sinh hoạt đặc trưng của nếp sinh hoạt của dân biển đảo như lễ tống đăm với hình ảnh cây đèn thần được giữ lửa từ khi bắt đầu cho đến khi kết thúc lễ hội, tượng trưng cho ánh sáng soi đường giúp ngư dân ngày đêm vượt sóng vượt gió. Các trò chơi như kéo co, đua thuyền vân vân là cách tái hiện lại nếp sinh hoạt truyền thống, cổ vũ phong trào rèn luyện sức khỏe, dẻo dai của ngư dân trà cổ để sống hòa hài hòa với biển khơi. Vốn quý chất chiêu qua nhiều thế hệ, không chỉ riêng tại trà cổ, nhìn chung vào các vùng giáp biển và các đảo của Quảng Ninh đều có những lễ hội về biển. Tại đây, các thế hệ ngư dân đã hình thành tín ngưỡng thờ cúng thần linh, các thế lực siêu nhiên để tìm sự bảo trợ trong đời sống lao động. Nổi bật như các lễ hội tiên công đảo Hà Nam thị xã Quảng Yên, lễ hội Quan Lạn xã Quan Lạn huyện Vân Đột lễ hội Đình Nghè Cẩm Hải xã Cẩm Hải thành phố Cẩm Phả, lễ hội Đình Làng Mi Sơn huyện Hải Hà. Đặc biệt, Quảng Ninh có 6 di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia thì bốn lễ hội trong đó đều gắn liền với biển và không gian văn hóa biển đảo. Các hoạt động được tín ngưỡng của nhân dân vùng biển đảo Quảng Ninh là cách thức để nhân dân bày tỏ lòng tri ân với các anh hùng của địa phương, của dân tộc trong suốt chiều dài lịch sử. Như tại cụm di tích đỉnh miếu nghè chùa Quan Lạn huyện Vân Đồn, hiện là nơi thờ phụng ba vị tướng tài của triều Trần là Phạm Công Chính, Phạm Thuần Dụng và Phạm Quý Công đã anh hùng hy sinh trong trận chiến trên biển với quân đội phương Bắc xâm lược năm 1288, còn đền cửa ông thành phố Cẩm Phả. Đền Cạp Tiên huyện Vân Đồn thì gắn liền với danh tướng Trần Quốc Tảng và các chiến công của quân dân nhà Trần để bảo vệ vùng biển Bái Tử Long, Hạ Long, giúp nhân dân yên tâm lao động sinh sống. Văn hóa biển đảo của Quảng Ninh còn là tập hợp các phong tục tập quán, lối sống kho tàng tri thức dân gian, thực hành tín ngưỡng được hình thành từ nhu cầu phải thích ứng với điều kiện thiên nhiên đặc thù khai thác nguồn lợi từ biển khơi tham gia giữ vững chủ quyền biển đảo cụ thể như các sinh hoạt văn hóa cộng đồng để gia tăng tinh thần gắn kết cộng đồng sẵn sàng hỗ trợ hợp tác cùng nhau để bám biển hiệu quả bảo vệ người trưởng nét văn hóa ấy vẫn được lưu truyền đến ngày nay thông qua những bài ca dao, điệu hát dân ca bình dị nhưng độc đáo mang bản sắc riêng như hát nhà tơ hát múa của đình ở vạn ninh thành phố móng cái hát giao duyên của ngư dân trên vịnh hạ long hát đúm ở hà nam thị xã quảng yên hò biển ở huyện vân đồn văn hóa biển còn tồn tại trong những kinh nghiệm sáng tạo của con người trong quá trình lao động sinh sống hòa hợp với thiên nhiên điển hình là những sáng tạo trong công việc đóng tàu thuyền đan lưới chế biến hải sản làm nước mắm làm muối như ở phường nam hòa thị xã quảng yên hiện nay các gia đình ông nguyễn anh sáu nguyễn văn võ nguyễn văn thịnh vẫn tiếp tục làm ra những sản phẩm lờ đăng đó nơm mô hình thuyền nan mỹ nghệ để bán cho các nhà hàng khách sạn làm đồ trang trí phát huy giá trị văn hóa biển đảo bám sát những chủ trương chính sách chung của đảng nhà nước thời gian qua Tỉnh Quảng Ninh đã có nhiều nỗ lực trong việc bảo tồn phát huy vốn quý văn hóa biển đảo, trong đó có công tác bảo tồn phát huy bản sắc văn hóa dân tộc gắn với phát triển du lịch bền vững, tạo ra những sản phẩm du lịch độc đáo, qua đó nhằm góp phần vào giữ gìn văn hóa bản sắc trong xu thế hội nhập quốc tế đang diễn ra ngày càng mạnh mẽ. Điển hình như vịnh Hạ Long đã hai lần được UNESCO công nhận là di sản thiên nhiên thế giới, không chỉ thu hút khách du lịch bởi cảnh quan thiên nhiên ban tặng mà còn có sức hấp dẫn mạnh mẽ từ văn hóa của cộng đồng dân cư địa phương. Nhiều du khách đánh giá rất cao các hành trình du lịch kết hợp khám phá trải nghiệm cuộc sống của ngư dân tại làng trài cửa vạn với các hoạt động đánh bắt, nuôi trồng hải sản, sinh hoạt ngày giữa biển. Bến bờ vịnh Hạ Long, công trình bảo tàng Quảng Ninh qua các năm luôn là thiết chế văn hóa lớn thu hút đông đảo người dân, du khách bằng kho tàng tri thức quý giá về lịch sử văn hóa của tỉnh, trong đó bao gồm phần diện tích không nhỏ được dành cho việc giới thiệu về đời sống lịch sử văn hóa biển đảo giàu bản sắc của Quảng Ninh. Những hoạt động bảo tồn, phục hưng và lưu giữ di sản văn hóa gắn với khai thác các loại hình du lịch lịch sử, tâm linh, sinh thái, trải nghiệm văn hóa cộng đồng đều đang từng bước được phát huy. Các sản phẩm du lịch đặc thù từ văn hóa như một ngày làm ngư dân trên vịnh Hạ Long, khám phá đảo Quan Lạn Vân Đồn, hành trình biên đảo quê hương ở Cô Tô, trải nghiệm làng trài ven biển, các lễ hội truyền thống tại Trà Cổ, Vạn Ninh, thành phố Móng Cái đều rất được yêu thích, hoàn toàn là lợi thế khi hướng đến thị trường cao cấp, chất lượng cao. Trong năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh đã phê duyệt đề cương nhiệm vụ xây dựng hồ sơ khoa học đề nghị chính phủ xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt đối với quần thể di tích lịch sử thương cảng Vân Đồn cụ thể gồm các công việc khảo sát di tích, sưu tầm tài liệu, tổ chức thăm dò khảo cổ, lấy ý kiến hội đồng thẩm định và hội đồng xét duyệt được thực hiện đến hết tháng 4 năm 2022 với tổng kinh phí trên 4,5 tỷ đồng. Sở Văn hóa và Thông tin đã tham mưu xây dựng đề án quản lý và tổ chức lễ hội trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ 15, nhiệm kỳ 2020-2025 xác định: Xây dựng nền văn hóa giàu bản sắc Quảng Ninh gắn với thu hẹp khoảng cách giàu nghèo là một trong ba khâu đột phá chiến lược. Như vậy, với việc nhận thức rõ tầm quan trọng của văn hóa trong lĩnh vực của đời sống, tỉnh sẽ tiếp tục dành thêm nhiều nguồn lực đầu tư bảo tồn, trùng tu, tôn tạo và phát huy các di tích lịch sử văn hóa trọng điểm trên địa bàn, đẩy mạnh công tác sưu tầm nghiên cứu phổ biến các giá trị văn hóa đậm đà bản sắc của các dân tộc trở thành sản phẩm du lịch đặc sắc. Đặc biệt là chú trọng nâng cao nhận thức cho cán bộ đảng viên và toàn thể nhân dân về giá trị văn hóa biển đảo Quảng Ninh, về trách nhiệm và tình yêu biển đảo, chủ quyền lãnh thổ, lãnh hải của Tổ quốc. Vâng kính thưa quý vị và các bạn, vụ thổi giá kit xét nghiệm của công ty Việt Á, trách nhiệm của Bộ Khoa học Công nghệ, Bộ Y tế ra sao? vụ thổi giá kit xét nghiệm COVID-19 của công ty Việt Á và trách nhiệm của các bộ ngành liên quan là một trong những nội dung nóng được nhiều đại biểu lên tiếng mổ xẻ trong hội nghị lần thứ 11 của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sáng ngày 27 tháng 12. Có biểu hiện của sự bao che và lừa dối. Ông Lê Bá Trình, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nói những vụ việc mà người ta lấy cả nỗi đau, cái chết con người để làm phương tiện tham nhũng xảy ra tại các nơi như bệnh viện bạch mai cdc hà nội bệnh viện tim hà nội công ty việt á và hàng loạt bệnh viện cdc các tỉnh thành phố và một số ngành trung ương làm cho nhân dân hoang mang lo lắng mất niềm tin vào nhiệm vụ phòng chống tham nhũng mà đảng nhà nước đang quyết tâm thực hiện ông lê truyền nguyên phó chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam nhận định đây là sự lừa đảo nhân dân lừa đảo ngay trong các cơ quan nhà nước cũng có vì thế cần đưa nội dung này vào trong báo cáo về tình hình nhân dân Người dân phản ứng hết sức dữ dội, quá nhiều thông tin liên quan đến vụ việc này cần làm rõ, ông Truyền đề nghị. Chọn 1 đến 2 vụ việc để làm đến nơi đến chốn. Góp ý kiến về kế hoạch giám sát phản biện xã hội ông Nguyễn Túc, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Đề nghị trong năm 2022 không nên chỉ dừng lại ở việc giám sát phản biện trên báo cáo như hiện nay mà nên có trọng tâm, trọng điểm theo ông Túc, mặt trận không cần làm nhiều mà nên tập trung chọn một đến hai vụ trọng điểm và làm đến nơi để trốn, giám sát, phản biện thực sự ra vấn đề, tạo tiếng vang, tạo sự tin cậy đối với nhân dân. Cho rằng các vụ tham nhũng tiêu cực, sai phạm chủ yếu nằm ở quản lý đất đai và quản lý sử dụng tài sản nhà nước, ông Trần Hoàng Thám, Ủy viên đoàn Chủ tịch đề nghị mặt trận cần xác định nhiệm vụ trọng tâm liên quan đến lĩnh vực này, bao gồm giám sát, phản biện, những vấn đề cần thiết như hoạch định chính sách, có chủ trương trên lĩnh vực đất đai để chủ động bịt lại dần những kẽ hở, ngăn chặn kịp thời những sai phạm. Mặt trận cũng cần tham gia tích cực, hiệu quả hơn nữa trong công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực lãng phí. Nếu làm tốt vấn đề này sẽ là bước đà cơ hội cho sự phát triển đi lên của đất nước, ông tham nói. Trước những ý kiến về vụ việc công ty Việt Á, ông Đỗ Văn Chiến, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho biết: Đã ban hành văn bản giao cho các ban, đơn vị liên quan theo dõi theo đúng chức năng nhiệm vụ. Cụ thể, giao cho ban tuyên giáo tập hợp tất cả những luồng dư luận để có cơ sở phân tích, đánh giá mức độ của vụ việc, đồng thời giao ban dân chủ pháp luật theo dõi về quá trình điều tra. Ban thường trực sẽ lựa chọn những người giỏi nhất trong các tổ chức thành viên đã từng làm thẩm phán, kiểm soát viên để khi có phiên tòa xét xử vụ án sẽ tham dự để lắng nghe với tư cách nhân dân. Sau đó mặt trận sẽ có tiếng nói. Chủ tịch Trung ương hội, cựu thanh niên sung phong Việt Nam, Vũ Trọng Kim đề nghị mặt trận tổ quốc phải có tiếng nói ngay đối với vụ việc công ty Việt Á, không chờ tới khi mọi việc xong xuôi rồi mới nói theo kết luận. Vâng thưa quý vị, xét xử sơ thẩm vụ án sai phạm đấu thầu thiết bị ở Sở Y tế tỉnh Sơn La. Nguyên lãnh đạo Sở Y tế Nguyễn Thị Kim An và Sa Văn Quyền bị xác định là thiếu kiểm tra, giám sát dẫn tới cấp dưới thông thầu gây thiệt hại hơn 4,8 tỷ đồng. Ngày 27 tháng 12, Tòa án Nhân dân tỉnh Sơn La mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng tại Sở Y tế Sơn La đối với 8 bị cáo. Trong vụ án này, có 4 bị cáo là cán bộ của Sở Y tế tỉnh Sơn La gồm Nguyễn Thị Kim An, nguyên giám đốc sở và Sa Văn Khuyên, phó giám đốc sở, nguyên phó giám đốc sở. Cùng bị truy tố về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng theo khoản 3 điều 360 Bộ luật hình sự 2015. Bùi Thị Hoa, nguyên trưởng phòng kế hoạch tài chính và Mai Văn Tuấn, nguyên chuyên viên kế hoạch tài chính, cùng bị truy tố về tội vi phạm về quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng theo khoản 3 điều 222 Bộ luật hình sự 2015. Liên quan đến vụ án còn có 4 bị cáo khác gồm Bùi Thị Thu, tổng giám đốc công ty Hưng Phát, Tạ Ngọc Trức, giám đốc công ty đầu tư toàn cầu, Trần Minh Đức và Hoàng Vũ Quyền là cộng tác viên của công ty thiết bị y tế Việt Nam, Việt minh bị truy tố về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Theo cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn La, năm 2019, Sở Y tế được dùng 10 tỷ đồng mua sắm trang thiết bị y tế tuyến xã nên đã ký hợp đồng với công ty đầu tư toàn cầu để thẩm định giá. Do Bùi Thị Hoa yêu cầu giám đốc công ty đầu tư toàn cầu Tạ Ngọc Trức không tổ chức thẩm định giá nhưng ban hành chứng từ với mức giá 9,965 tỷ đồng. Tổng giám đốc công ty Hưng Phát Bùi Thị Thu biết Sở Y tế Sơ La cần mua sắm nên đã nhờ Hoa giúp doanh nghiệp trúng thầu. Hoàng Vũ Quyền và Trần Minh Đức với tư cách cộng tác viên của công ty thiết bị y tế Việt Nam cũng gặp Hoa xin làm tư vấn đấu thầu dù chưa mở thầu, Hoa vẫn nói gói thầu đã có người thực hiện, giới thiệu Đức gặp Thu để hợp tác. Hai bị cáo sau đó thống nhất Đức được bán hàng theo danh mục trong gói thầu cho Thu, đổi lại Đức lập hồ sơ dự án thầu làm quân xanh, tham gia đấu thầu với nhiệm vụ bỏ giá cao hơn công ty Hưng Phát. Tháng 7 năm 2019, Sở Y tế Sơn La mở thầu với 3 đơn vị tham gia. Hai quân xanh cố ý đưa mức giá lên trên 10 tỷ đồng, vì thế công ty Hưng Phát của Thu đương nhiên trúng thầu vì đề giá ở mức 9,965 tỷ đồng thực hiện thỏa thuận, Hoa chỉ đạo một công ty sân sau của mình mua thiết bị y tế từ công ty thiết bị y tế Việt Nam giá 4,1 tỷ đồng. Công ty này lập khống hợp đồng bán những thiết bị này cho công ty Hưng Phát giá hơn 6,7 tỷ đồng. Số hàng này được công ty Hưng Phát bán cho Sở Y tế Sơn La theo giá bỏ thầu, tức tăng hơn 2 lần so với giá ban đầu. Cơ quan tố tụng cáo buộc có 107 thiết bị y tế do công ty Hưng Phát giao không đúng danh mục. Ngoài ra, 41 thiết bị khác gồm máy siêu âm, máy theo dõi bệnh nhân, điện tim, giá hơn 1,7 tỷ đồng nhưng Sở Y tế mua đến mức 5,6 tỷ đồng. Bên cạnh đó, có một số thiết bị y tế khác được mua vượt giá thẩm định hơn 39 triệu đồng. Tổng cộng có 2.649 thiết bị thuộc gói thầu, có 156 thiết bị được nâng giá, 107 thiết bị được bàn giao không đúng danh mục. Hợp đồng đã ký thiệt hại cho ngân sách nhà nước hơn 4,8 tỷ đồng. Thu khai khi được Sở Y tế Sơn La thanh toán gần 10 tỷ đồng để trả cho công ty thiết bị y tế Việt Nam hơn 1,6 tỷ đồng. Thu đã bị viện kiểm soát cáo buộc biết doanh nghiệp của mình không đủ điều kiện nhưng thông thầu lập hồ sơ cột xanh nhằm trúng thầu. Bị cáo Hoa với tư cách là trưởng phòng kế hoạch tài chính bị xác định là chủ mưu vì thông đồng với các doanh nghiệp tư nhân lập khống chứng thư, thẩm định và tổ chức thông thầu, hợp thức việc công ty Hưng Phát trúng thầu nguyên lãnh đạo Sở Y tế là Nguyễn Thị Kim An và Sa Văn Khuyên bị xác định thiếu kiểm tra giám sát, không thực hiện nhiệm vụ được giao hoặc không nghiệm thu dẫn tới cấp dưới thông thầu gây thiệt hại hơn 4,8 tỷ đồng. Liên quan đến vụ án này, ông Lê Hồng Minh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La bị xác định cho Sở Y tế lựa chọn nhà thầu dù thẩm quyền này thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh. Ông Minh không bị cơ quan điều tra xử lý vì cho rằng thiệt hại 4,8 tỷ đồng là do hành vi thông thầu của các bị can gây ra. Tháng 5 năm 2021, Ông Minh bị tỉnh Sơn La và Thủ tướng Chính phủ kỷ luật bằng hình thức khiển trách. Dự kiến phiên tòa sẽ diễn ra trong 3 ngày. Vâng thưa quý vị, thuê ô tô mang đi cầm cố và lừa hiến thận chiếm đoạt tiền tỷ. Ngày 27 tháng 12, tòa nhân dân thành phố Đà Nẵng đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử và tuyên phạt các bị cáo Đoàn Ngọc Huy, sinh năm 1991 trú phường Hạ Long, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định, 13 năm tù và Vũ Văn Tân sinh năm 1991 trú tại xã Tiên Hội, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên, 12 năm 6 tháng tù cùng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo cáo trạng, trong khoảng thời gian từ ngày 5 tháng 12 2019 đến ngày 5 tháng 1 năm 2020, Huy và Tân đã cấu kết với nhau thuê liên tiếp 7 xe ô tô của nhiều người tại thành phố Đà Nẵng và thành phố Huế với tổng trả giá trị 3,352 tỷ đồng. Các đối tượng mang xe cầm cố cho Phạm Anh Nam sinh năm 1989 trú tại huyện Trương Mỹ, Hà Nội, trong số 7 xe ô tô này thì có 5 chiếc đến nay không thu hồi được. Hai chiếc xe sau khi phát hiện, chủ xe đã phải bỏ tiền ra để chuộc về. Ngoài ra, vào tháng 10 năm 2018, Đoàn Ngọc Huy lại đã gặp ông NBN là một bệnh nhân đang chạy thận tại bệnh viện Trung ương Huế nói sẽ tìm người hiến thận cho ông N, sau đó yêu cầu ông N đưa 400 triệu đồng với lý do bồi dưỡng cho người hiến thận rồi chiếm đoạt tiêu xài cá nhân. Trong vụ án này, đối với Phạm Anh Nam nhiều lần nhận cầm cố xe ô tô do Huy và Tân phạm tội mà có và hiện đã bỏ đi khỏi nơi cư trú. Cơ quan đang điều tra tiếp tục truy tìm và tách vụ án ra để xử lý sau. Vâng thưa quý vị, những khán thính giả yêu quý của kênh Vũ trụ Quanh Ta. Những bản tin ngày hôm nay chúng tôi gửi tới cho quý vị các bạn đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị các bạn đã luôn luôn theo dõi, quan tâm và ủng hộ chúng tôi. Xin chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào những bản tin tiếp theo vũ trụ quanh ta kênh tin tức mang đến cho quý vị khán giả những thông tin mới nhất chính xác nhất phù hợp nhất những sự kiện nổi bật của thị xã quảng yên tỉnh quảng ninh trong nước và thế giới với góc nhìn đa chiều liên tục các bản tin tổng hợp với mc tuân lê được công chiếu từ 20 giờ đến 21 giờ hàng ngày Nếu thấy thích và là nguồn động viên lớn lao cho những người đọc báo hổ quý vị. Kính mong quý vị hãy đăng ký kênh cho một nút thích chia sẻ với cộng đồng và hãy góp ý thật nhiều để kênh ngày càng phát triển và phục vụ quý vị được tốt hơn.